Trong những năm gần đây, bằng nhiều phong trào thi đua thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà đã và đang triển khai linh hoạt nhiều giải pháp để hỗ trợ gia đình hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống gia đình. Trong đó, mô hình liên kết nuôi lợn trắng được hình thành theo hướng sản xuất hàng hóa đã góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhiều hội viên phụ nữ trên địa bàn. Gia đình chị Trần Thị Hương, thôn Khởi Sáng Ngoài là một trong những hộ gia đình tiên phong tham gia mô hình chuỗi liên kết nuôi lợn trắng của xã Bảo Nhai. Sau khi tìm hiểu các mô hình chăn nuôi an toàn trong và ngoài tỉnh, gia đình chị Hương đã mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô chuồng trại nuôi lợn trắng theo hướng an toàn sinh học. Với mô hình chăn nuôi khép kín hoàn toàn từ lúc lợn sinh ra cho đến khi lợn đạt 70 đến 90 kg xuất ra thị trường. Trang trại chăn nuôi lợn của gia đình chị Hương luôn duy trì từ 80 đến 100 con lợn thương phẩm và là một trong những địa chỉ cung cấp thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng tại xã Bảo Nhai và những xã lân cận của huyện Bảo Nhai. Thu nhập bình quân hiện nay của gia đình chị Hương sau khi trừ đi chi phí là trên 200 triệu đồng mỗi năm. Hiện nay trên địa bàn xã Bảo Nhai có 3 tổ nhóm với gần 30 hộ gia đình tham gia mô hình nhóm cùng sở thích chăn nuôi trong chuỗi liên kết nuôi lợn trắng. Nhờ tham gia mô hình, các thành viên trong nhóm đã được tham gia nhiều lớp tập huấn do các sở ngành tổ chức. Qua đó đã giải quyết triệt để nhiều vấn đề mà các hộ chăn nuôi quan tâm như kỹ thuật chọn giống, nhất là kỹ thuật chăn nuôi đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, cách hạch toán kinh tế trong chăn nuôi. Nhờ vậy, nhiều gia đình hội viên đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu và trở thành những hộ chăn nuôi tiêu biểu. Chị em là cũng trong tổ nhóm là liên kết thường xuyên cùng nhau là làm đồng loạt là về phòng chống là tiêm các cái loại vaccine phòng dịch bệnh và phun thuốc khử trùng chuồng trại ấy, thì chúng tôi làm đồng loạt và đến cái thức ăn là chúng tôi cũng liên kết với nhau để mua những cái cơ sở mà thức ăn tin tưởng có uy tín thì đến lúc xuất chuồng thì cái lợn là nó được giá và cũng có nhiều những cái cơ sở người ta giết mổ người ta tìm đến để người ta mua lợn nó đảm bảo về cái tiêu chuẩn. Từ khi thành lập mô hình liên kết do cùng mua chung một loại thức ăn và thuốc thú y nên các gia đình hội viên đã tiết kiệm được rất nhiều chi phí trong chăn nuôi. Ngoài ra, các thành viên trong nhóm cùng tham gia gây quỹ để giúp các hộ khó khăn vay vốn mở rộng sản xuất. Mô hình cũng đã hình thành mối liên kết giữa các thành viên trong nhóm trong việc mua các sản phẩm đầu vào và hỗ trợ nhau trong việc tiêu thụ sản phẩm đầu ra. Qua đó đã tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho nhiều gia đình hội viên, nhất là những gia đình phụ nữ làm chủ hộ. Người phụ nữ đã phát huy được cái vai trò làm chủ của mình, đã thuyết phục được chồng, con cũng như là những người trong gia đình là cùng tham gia với các cái hoạt động cũng như như là học đi tham gia các lớp tập huấn về kiến thức trong chăn nuôi cũng như là các cái cách phòng chống dịch bệnh rồi thì cũng như là cách tiếp cận với thị trường tiêu thụ. Và đặc biệt là khi mà tham gia vào cái tổ nhóm thì các chị em có nhiều cái dịp mà gặp nhau để chia sẻ kinh nghiệm cũng như là trao đổi với nhau. Thực tế hiện nay trên địa bàn xã Bảo Nhai, những trang trại, gia trại có quy mô lớn chưa nhiều, chưa tạo thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chưa có cơ sở chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm. Người dân thì nhà chăn nuôi thì gặp rất nhiều khó khăn. Cái khó khăn thứ nhất là về nguồn vốn. Thường thường thì ở đàn lợn ở chúng tôi ở đây thì là đi ra hỏi bác sĩ thú y để về mua thuốc về tiêm thôi. Chứ còn thì cũng không gọi được bác sĩ thú y về để chữa trị cho lợn mình được. Tôi cũng mong muốn là hỗ trợ về thú y để có một người thú y để chữa trị bệnh cho lợn. Và vốn để cho sản xuất kinh tế. Chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan cần tích cực hỗ trợ, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến thực phẩm để tăng sức cạnh tranh cho ngành chăn nuôi, gia tăng hiệu quả của chuỗi liên kết. Cùng với đó, quy hoạch các vùng chăn nuôi tập trung, đảm bảo cơ sở hạ tầng để có thể phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, an toàn với môi trường, xóa bỏ tình trạng chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún như hiện nay.